nhân dự lễ kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ tại tỉnh Vĩnh Long. Chiều ngày 26 tháng 7, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm Lữ đoàn Công binh 25 Quân khu 9 và thăm gia đình có công với cách mạng tại huyện Long Hồ. Tiếp Phó Chủ tịch nước có đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Với bề dày truyền thống 47 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn Công binh 25 đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ta tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Ngày 22 tháng 12 năm 2004, Lữ đoàn được Nhà nước phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân thời kỳ đổi mới. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà tri ân 28 gia đình chính sách, khám bệnh và cấp thuốc cho 100 lượt người thuộc diện chính sách và nhiều hoạt động thiết thực trên địa bàn đóng quân. Đánh giá cao những kết quả Lữ đoàn Công binh 25 đạt được, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị đơn vị tiếp tục quán triệt tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, làm tốt công tác đánh giá, dự báo tình hình để tham mưu cấp trên ban hành kịp thời các quyết sách, xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Diễn ở ấp Thành Phú, xã Thành Quế, Long Hồ và gia đình ông Đỗ Văn Năm, thương binh hạng 3/4 thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở ấp Hòa Thạnh 2, xã Thành Quế, Long Hồ. Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các gia đình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định Đảng và Nhà nước luôn quan tâm và tri ân công lao to lớn của các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng đã cống hiến xương máu, công sức cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh tiếp tục rà soát đời sống của người có công để từ đó có chính sách chăm lo ngày càng tốt hơn, phần nào bù đắp những hy sinh, mất mát của các đối tượng người có công với cách mạng.